chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại và đến với kênh Ala Jamie. Mình là My, sinh năm 1984. Trước khi vào giải bài, hãy cùng My chúng ta hít thở thật sâu 3 hơi chung với tiếng chuông để tái tạo lại được năng lượng tích cực và làm sạch sẽ không gian để buổi giải bài hôm nay hiệu quả hơn mọi người nhé. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu hít thở. Hôm nay My sẽ dành tặng cho mọi người nội dung niềm vui và phước lành sắp tới của bạn. My chuẩn bị 3 trụ đá để chúng ta chọn tụ. Khuyến khích bạn sử dụng trực giác của mình để xác nhận đâu là trụ đá bạn yêu thích nhất, tương ứng sẽ là tụ bài của bạn. Hoặc chúng ta có thể nhắm mắt lại, hít thở thật sâu 3 hơi không suy nghĩ gì hết. Sau đó bạn mở mắt to ra, mắt bạn chạm phải trụ đá màu nào đầu tiên thì đó tương ứng sẽ là tụ bài mà vũ trụ hướng năng lượng của bạn đến để chọn. Bây giờ nếu bạn đã xác nhận xong được tụ bài yêu thích của mình, mình sẽ lấy lá bài đại diện chọn tụ. Hôm nay chúng ta cùng nhau đi tìm niềm vui và phước lành sắp tới của các bạn. Tụ bài số 1, bạn nhận được lá bài là Nữ Hoàng Ly. Tụ bài số 2, bạn có một cái lá bài là Bảy Kiếm. Và tụ bài số 3, bạn có một cái lá bài là Tòa Tháp. Bây giờ, chúng ta sẽ đi ngay vào trong việc giải bài. Xin chào tất cả các bạn, tụ bài số 1, đây là lá bài đại diện chọn tụ của các bạn, Nữ Hoàng Ly, My sẽ để nó ở đó. Chúng ta sẽ kết nối năng lượng với nhau tụ bài số 1 nhé, cùng nhau đi tìm niềm vui và phước lành sắp tới của các bạn. Tụ bài số 1. Bạn có một cái lá bài là The Fool, chàng khờ. Niềm vui và phước lành sắp tới của các bạn. Tụ 1. Bạn có vua kiếm. Bạn có 4 xu. Vua kiếm là 4 xu. Niềm vui và phước lành sắp tới của tụ 1. Financial health, sức khỏe về phương diện tài chính. Niềm vui và phước lành sắp tới của các bạn. Bạn có 6 gậy. Mới cảm nhận được cái niềm vui trong trải bài của các bạn. 5 ly. Và bạn có là hiệp sĩ xu. Niềm vui và phước lành sắp tới của tụ số 1. 9 ly. Ái chà, 9 ly. Đây là 7 gậy. Niềm vui và phước lành sắp tới của tụ bài số 1. Bạn có centering. Centering là trung tâm. Tụ bài số 1 ở cái lá bài đại diện chọn tụ của các bạn là Nữ Hoàng Ly. Ly là chủ về cảm xúc, nữ hoàng của cảm xúc, mà chủ đề ngày hôm nay chúng ta đi tìm cái niềm vui và chúng ta đi tìm cái phước lành. Thì với lá bài đại diện chọn tụ, mình cảm nhận được là có niềm vui, tại vì mình có thể làm nữ hoàng của mi xin phép là có cả những cái anh chị và các bạn trong cái tụ bài số 1 là nam, là giới tính nào không quan trọng. Ví dụ cái chữ nữ hoàng ở đây cho đúng cái tên thôi nhé. Bây giờ My sẽ kêu thêm cả là ông hoàng và bà hoàng đi, cho nó chạm đến cả hai giới tính. Chúng ta đang có một cái ông hoàng và bà hoàng về cảm xúc, chứ nó không phải là những cái năng lượng thấp. Cho nên lá bài đại diện chọn tụ My chia sẻ như vậy để các bạn trong tụ bài số 1 mình có được cái động lực trước khi mà mình nghe vào trong cái nội dung chính của giải bài. Và cái lá bài mà nữ hoàng của cảm xúc này nó nằm ngay trên một cái lá bài là financial health, là sức khỏe về phương diện là tài chính. Chắc hẳn là nó sẽ phải có một cái thông điệp gì đó cho tụ bài số 1 về cái phương diện là tiền bạc và tài lộc hoặc là tài chính của các bạn. Nó có thể sẽ không phải là xuất sắc lắm, nó không phải là một cái số tiền khổng lồ, hoặc là không phải bạn đã clear out, là bạn dẹp hết được tất cả những cái vấn ngại của bạn về phương diện tài chính đâu. Nhưng ít nhất nó có cái health, là nó có cái sức khỏe trở lại, nó có cái sự hồi phục. Cho nên cái lá bài này cho mày có một cái cảm giác là nếu như bạn đang phải đối diện với vấn đề mà chật vật về tiền bạc á, có lẽ là cái gánh nặng của bạn á, nó sẽ vơi nhẹ bớt đi. Vơi nhẹ bớt bằng cách nào? Kế bên sát rạc luôn. Cái lá bài financial health, bạn có một cái lá bài là Six of Wands. Bạn thấy con cú này nó đeo một cái vương miện rất là đẹp.
Và lá bài này nó cho My cảm nhận được là bạn sẽ tháo gỡ được cái khó khăn về tài chính. Bạn sẽ vơi nhẹ bớt gánh nặng bằng cái khả năng và bằng năng lực của bạn, chứ không phải là mình được trúng số hoặc là ai đó họ tháo giùm mình đâu. My có cảm giác bạn chính là người tháo ra cái gánh nặng về tài chính cho mình, tại vì con cú nó thể hiện, nó đại diện cho một cái năng lượng uyên thâm lắm. Uyên thâm, uyên bác và rất là thông minh. Con cú lúc nào cũng vậy, nó có thể nhìn xuyên vạn vật trong bóng đen, và bạn sẽ thấy cái đầu của nó hình như nó quay gần giống như là 360 độ, nó quay được luôn mà. À, cỡ nào mình quay cũng được tù bà số 1 đấy. Thành ra là cái năng lượng con cú này bạn áp một chút xíu vào trong thực tế đời sống bên ngoài của bạn. Thậm chí như bạn nhìn thấy trên lá bài này nó còn có chữ là victory và glory nữa. À, những cái từ này là đại biểu cho cái thắng lợi, chiến thắng, vinh quang. Nhưng mà đều mình bóp nhỏ lại chứ không đến mức độ thắng lợi, chiến thắng, vinh quang. Chỉ là mình vượt qua được một vài cái chướng ngại và cái trở ngại của mình, thì mình gọi đó là chiến thắng và trở ngại về vinh quang. Nên mình cảm nhận được là cái niềm vui và cái phước lành mà gọi là nhìn chung, tổng quát trước mắt sắp xảy đến với tụi bà số 1 là bạn vượt qua được. Bạn vượt qua được cái mức độ là chật vật và cái mức độ là khó khăn. Thậm chí như trải bài này, cái lá bài Financial Health, nếu như ai có nợ, kiểu giống như là bạn giảm nợ dần, bạn giảm nợ dần. Đó. Và chủ đề ngày hôm nay chúng ta coi về cái niềm vui và cái phước lành sắp tới á. Nhưng My đang có một cái cảm giác cái trải bài nó không phải chỉ là một cái niềm vui sắp tới hoặc là một cái phước lành nào đó sắp tới nó xảy ra và rồi nó hóa giải toàn bộ vấn đề trong cuộc sống của tụ bà số 1. Nó không đi theo cái hướng đó. My chia sẻ chân thành với tụ bà số 1 là như vậy. Chỉ là bạn vẫn đang đi con đường của bạn, làm công việc của bạn và đối diện với tất cả những cái vấn đề mà bạn đang phải xử lý trong đời sống thật bên ngoài của bạn. Và đó là một cái hành trình dài. Mình không biết là chuyện gì, nhưng mình chỉ biết nó là một cái chuyện dài hơi. Mình chỉ biết nó là một cái vấn đề và một cái hoàn cảnh không thể nào ngủ một đêm hoặc thậm chí một tháng, ba tháng mà bạn có thể giải quyết một cái rụp. Nó không phải đi theo cái hướng đó. Chỉ là bạn vẫn phải đối diện với vấn đề dài hơi đó của mình, nhưng mà dọc cái hành trình đó trong suốt những tháng vừa qua nó thế nào đi chăng nữa, thì đến cái cột mốc này khi chúng ta đủ nhân duyên, chúng ta gặp nhau trong trải bài này và tụ bài số 1, thì My cảm nhận được là kiểu giống như là bạn từng chút một bạn tháo gỡ, và lần này nó có một cái tín hiệu nó sáng hơn cho bạn để bạn thực sự là bạn trút được phần nào cái gánh nặng về vấn đề có lẽ là liên quan đến tiền bạc ngoài đời sống thật của các bạn, mà nó dựa trên có thể rằng là những lần trước công việc bạn làm mà kiếm ra được tiền á. Ví dụ nó sẽ có hai nhóm, một nhóm là làm cố định rồi, làm tiền lương cố định, nhóm còn lại là làm tự do, hoặc là ở đó là mình dùng cái chữ tự do, bạn làm theo dự án hay là bạn làm chủ gì á, cũng gọi là bạn độc lập tự do. Thì cả hai cái nhóm này mình đang có một cái cảm giác là trước sau thì bạn cứ vẫn tiếp tục là như vậy với cái nguồn thu nhập của bạn. Nhưng mà có thể rằng là khi mà chúng ta nhận được cái lá bài Six of Wands này trong cái trải bài này của các bạn á, nó giống như là bạn đang có được một cái dự án mới hoặc là một cái thành tựu nó khác hẳn so với từ trước đến bây giờ, để nó có thể giúp bạn trút được cái gánh nặng như cái lá bài này. Đó. Còn nếu như mà những người mà đã làm cố định rồi, cái mức lương, cái mức thu nhập mà nó đã cố định luôn rồi á, thì đây là cái năng lượng giống như bạn giải quyết được cái tranh chấp, bạn giải quyết được cái sự cạnh tranh, bạn gọi là bạn kiểm soát được cái sự cạnh tranh hơn thua, những cái trở ngại trong công việc mà bạn đang làm. Đó, nó có cái năng lượng hao là như vậy. Và từ đó nó chuyển sang một cái trạng thái mới cho tụ bài số 1, chuyển sang một cái nguồn năng lượng mới, một cái hiện trạng mới cho tụ bài số 1. Mình cảm giác là như vậy. Và nó có một cái lá bài ở đây mình hơi băn khoăn là cái lá bài 7 gậy. Cái lá bài 7 gậy này cho mình thấy được là cái hành trình kế tiếp của các bạn. Bạn sẽ thấy trong cái lá bài này hình như là ở sân ga, và cái ông này ông đón cái người yêu của ông tới, hai người ôm nhau thắm thiết. Mi có cảm giác giống như là cái sự nỗ lực của các bạn, bạn đã chống chế trong khoảng một thời gian dài vừa qua, nó giống như ông này cũng chờ người yêu tới lâu muốn chết luôn. Tại vì có yêu thì chờ nôn lắm.
Mi cảm cảm giác như cái nỗ lực của các bạn, cái sự chống chế của các bạn trong suốt khoảng thời gian vừa qua, bạn gồng mình, bạn phấn đấu, bạn chiến đấu trong khoảng thời gian vừa qua, nó gặt hái được cái kết quả kiểu giống như là nó xứng đáng ấy, trong suốt thời gian vừa qua của các bạn. Rốt cuộc rồi thì cái niềm vui nó đã đến cho các bạn, cái tình yêu nó đã đến cho các bạn đây này. Thành ra nếu mà nói là cái phước lành và cái niềm vui thì từ nãy giờ mới trộn lẫn cả hai cái, tại vì kiểu giống như là mình có phước thì mình mới vui nổi, còn nếu mà không có phước thì làm sao mà vui nổi, tụ bài số 1 à, kiểu vậy đấy. Mà như dựa trên cái trải bài này mới cảm nhận được là để hỏi là bạn có quý nhân góp sức vào trong cái thành tựu nhỏ này của bạn. Thành tựu này phải nỗ lực tiếp vì cái hành trình còn dài, cho nên mình mới dùng cái chữ nhỏ mình xác định rõ để cho tụ bài số 1 bạn 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 nắm cái thông điệp nó chuẩn chỉnh. Mình có cảm giác là hỏi là có ai góp sức cho bạn không, mình có cảm giác là một mình bạn chinh chiến đấy. Một mình bạn chinh chiến, bạn thực sự là cái người mà đã giống như là nếu như mà có cái sự việc gì xảy đến là một thân một mình bạn, nó hơi có cái phần nó hơi độc lập một chút xíu, nó có cái phần hơi gọi là đơn đơn thân một chút xíu, nhưng mà rồi bạn bạn đã tự giúp mình đó, cho nên mình thấy đây là cái trải bài bạn là quý nhân của chính bạn đấy. Rồi nó còn một cái phương diện, từ nãy giờ là mình đang nói đến cái chuyện là công ăn chuyện làm bình thường, ở đây mình có một cái thông điệp, gọi là mình thấy một cái năng lượng, một cái thông điệp. Nếu như phương diện ai đó mà làm cái công chuyện là đầu tư á, đầu tư và kinh doanh ở bên ngoài, thì đây là một cái giai đoạn mà có thể là quá khứ gần hoặc là hiện tại nha. Đây là thông điệp khóa quá khứ gần hoặc là hiện tại. Các bạn tốt nhất là nên cân nhắc trước khi mà bạn thả tiền ra. Bạn sẽ thấy cái lá bài này. Cái người phụ nữ này ăn mặc có vẻ là đây là ăn, mình không biết dùng cái chữ gọi là, nó không có hào nhoáng, nó cũng không quá đến mức là sang trọng, nhưng nó cực kỳ là tươm tất đấy. Đội nón như như kiểu đâu là tiểu thư và ôm cái tài sản ở trong tay của mình, và bên ngoài đã có hàng rào rồi mà hàng rào thêm khóa xích nữa. Đó, bạn sẽ thấy rằng mà cái này nó cho chúng ta một cái liên tưởng là nếu như bạn đang có một cái ý định, bạn đầu tư để bạn lấy lại được cái sức khỏe tài chính của mình, thì hãy nhớ một điều rằng là đây là khoảng thời gian chưa đưa ra quyết định, không đang đưa không nên đưa ra quyết định được. Bạn phải giữ tiền cho nó kỹ đã, và sau đó bạn sẽ thấy kế bên là một cái ông vua kiếm. Ông vua kiếm nhưng mà đang trong nhân dạng của một cái người nữ hoàng, tại vì cái bộ bài này vua có hai phiên bản âm và dương, đây là âm. Rồi, ông vua kiếm này bạn sẽ thấy rằng ổng đang rất chi là cân nhắc để ổng khâu từng đường kim, từng mỗi một mũi chỉ, như vậy nó mới ra được cái váy đầm tùng xòe của ông này. Thì nó giống như các bạn tụ bài số 1 mà ở phương diện ai đó mà đang đầu tư hoặc là làm ăn mà cần phải bung tiền ra, thì phải thật sự là cân nhắc từng mỗi một đường kim mũi chỉ, từng mỗi một cái kiến thức, từng mỗi một cái công việc như vậy hả, từng mỗi một đồng tiền của mình luôn. Trước mắt là giữ tiền đã, đánh giá quan sát tình hình, phân tích tình hình thật sự là kỹ, và sau đó mình sẽ đầu tư. Ok, mình vẫn cứ đầu tư, bởi tại vì ở đây nó có cái phương diện là đầu tư thì sẽ ổn, nhưng không phải là thắng lợi lớn, không phải là thắng lợi lớn, và vẫn là một cái phương diện như mình nhìn thấy đây, không bao giờ được, không bao giờ nên, xin lỗi mình dùng cái chữ nên chứ, không bao giờ là nên đổ hết toàn bộ trứng vào trong một rổ. Đây là cái trải bài cho mình thấy cái năng lượng này như vậy. Bạn quan sát và bạn tìm hiểu thật kỹ, bạn nghiên cứu thật kỹ, và bạn đổ vốn ra đâu đó khoảng tối đa 60, hoặc cùng lắm bạn liều á, thuộc dạng bạn liều thì bằng 70% dựa trên cái khoản tiền, cái tài sản mà bạn định sẽ đầu tư. 60% bạn liều thì 70% mới cảm giác là như vậy. Đấy, thành ra là chung quy nên nó vẫn có cái lợi nhuận được, nó vẫn ở là cái lá bài mà bạn thấy con cú này nè, cái năng lượng victory, chiến thắng của nó vẫn có cái thành tựu, bạn vẫn có cái tiền lợi nhuận tiền lãi, nhưng mà nó không phải là một cái con số, và nó không không phải là một cái trạng thức mà nó cho các bạn thực sự là viên mãn, nó không đến cái mức độ đó. Nhưng mà tụ bài số 1 dẫu sao đi chăng nữa thì mình vẫn thấy đây là một cái trải bài đẹp, vẫn là một cái trải bài đẹp
dành cho các bạn tụ bài số 1. Vậy thì để cho My nhìn xem thêm một chút xíu có những lưu ý gì hay không mà vũ trụ dành cho tụ bài số 1 cũng liên quan đến cái niềm vui và phước lành của các bạn nhé. Mình mong từ nãy đến giờ thông tin có cái giá trị hữu ích để bạn áp vào trong đời sống thật ngoài đời của các bạn. Và bạn hãy ủng hộ My với bấm vào nút đăng ký kênh, chia sẻ kênh hoặc là chia sẻ video này. Bạn bấm like là thích cái video này á, và cho My thật là nhiều bình luận vào ô bên dưới. Chân thành cảm ơn tụ bài số 1 rất chi là nhiều. Chúng ta sẽ xem có những lưu ý gì nữa hay không về cái niềm vui và phước lành sắp tới của tụ bài số 1. Ái chà, bạn có lá bài Empress. Empress, hoàng hậu. My để gần cho bạn thấy, mang thai rồi đây này, có baby rồi đây này. Đấy, không phải là tụ bài số 1 có baby, nhớ đâu là nhiều anh nam đang coi cái tụ bài số 1. Cái lớp bài này thường, bình thường gia đình nào cũng vậy, hoặc là cặp đôi nào mà có baby á, danh chánh ngôn thuận á, mà có baby á, là luôn luôn là hỷ sự, gọi là tin vui, tin mừng. Nên đúng, mình áp cái lá bài này với cái chủ đề ngày hôm nay, niềm vui, có niềm vui. Niềm vui là như thế nào? Niềm vui là hình như chúng ta đang chuẩn bị tạo ra một cái gì đó, tạo ra một chút xíu tiền đây này, hoặc là chúng ta chuyển được cái trạng thái mà môi trường làm việc của mình thay đổi được cái năng lượng đấy. Đó là tất cả những gì bạn chuẩn bị, bạn tạo ra, giống như cái người hoàng hậu, người mẹ này đang chuẩn bị tạo ra một đứa con. Và để mà tạo ra như vậy thì người phụ nữ này, người hoàng hậu này chăm sóc cho cái đứa trẻ này vất vả biết bao nhiêu. My cũng có cảm giác giống như là bạn đã phải nỗ lực biết bao nhiêu để bạn đi đến ngày hôm nay và chúng ta gặp nhau trong trải bài này, tụ bài số 1. Đó, cho nên rốt cuộc bạn mới có được cái gọi là nữ hoàng của cảm xúc. Bạn cảm nhận được là cái công sức, cái cống hiến của mình cho cái sự chờ đợi, cho cái sự nỗ lực và chống chế của mình trong suốt thời gian vừa qua, nó thực sự là đáng đồng tiền mà bát gạo. Mình cảm giác được là như vậy. Nhưng nói gì thì nói cũng phải rất chi là không có nên là quá vì victory, vì cái sự chiến thắng mà mình cao ngạo, hoặc là mình quá là hả hê. Từ nãy đến giờ mới có chia sẻ xuyên suốt là tụ bài số 1, chắc có lẽ bạn vẫn nhớ ha, là đây là một cái trải bài bạn chỉ vừa mới chuyển trạng thái và bạn đạt được một vài những cái sự nhẹ nhõm. Nhưng mà nó đòi hỏi cái sự duy trì và nỗ lực rất nhiều. Dù cho bạn đang làm cái công việc gì ở ngoài đời và bạn đang ở trong một cái trạng thái nào ngoài đời, thì nó chưa là tất cả. Nó chưa có là tất cả. Tụ bài số 1 để mình lấy xem hai lá bài nữa, xem thêm là niềm vui và phước lành sắp tới của các bạn. Ái chà, đây là cậu bé gậy. Và bạn có là mặt trăng đây này. Đấy, mặt trăng. Mặt trăng nó thể hiện là bạn, nó khớp cái thông điệp lúc nãy mới chia sẻ với bạn. Vẫn còn những cái niềm vui hơn nữa, phước lành hơn nữa mà bạn có thể sẽ đạt được. Nhưng mà bạn hãy đừng có gọi là đừng có lơi lỏng, đừng có lơ là, và đừng có chấp nhận hài lòng với hiện tại. Nó đòi hỏi một cái sự nỗ lực thêm nữa rất là nhiều. Giống như có bầu là mừng, có bầu làm vui, nhưng mà phải sanh ra đời được đã, lành lặn tay chân á, thì mới thực sự là cái niềm vui. Cho nên đối với cái người hoàng hậu này, vẫn còn một niềm vui lớn hơn nữa đang chờ đón bà ấy. Thì giống như tụ bài số 1 vậy, nó vẫn còn có một cái niềm vui lớn hơn, phước lành lớn hơn nó chờ đón các bạn. Cho nên giai đoạn này chưa buông lỏng được, chưa thả lỏng được, mà vẫn phải tiếp tục cái hành trình của mình. Giống như bạn sẽ thấy ở giữa này là cái lá bài là cậu bé gậy, nhưng mà cái ông trong này ổng có râu luôn mà cậu bé gì không biết nữa. Có nghĩa nó thể hiện là già đến như vậy nè mà vẫn còn không có ngừng cái hành trình lại, vẫn cứ tiếp tục cái hành trình của mình, và cầm trên tay một cái bó hoa. Nó thể hiện rằng là dù cho có nhiều trải nghiệm cỡ nào đi chăng nữa, tuổi tác ra sao đi chăng nữa, thì cái con đường mà mình đã, đang và sẽ đi, mình vẫn không có đánh mất cái năng lượng của mình vẫn không đánh mất cái nhiệt huyết, mình không đánh mất cái niềm vui của mình. Mình tự tạo niềm vui bằng cách mua bông hoa để mà tiếp thêm năng lượng rồi đi không nổi thì cầm cây gậy. Kiểu vậy, cứ vẫn phải đi, tại vì còn nhiều điều để bạn phải làm, còn nhiều điều để bạn khám phá lắm. Cái niềm vui, cái phước lành của tụ bài số 1 chỉ là một sự chuyển giao mà thôi, chuyển giao để trút nhẹ được gánh nặng và để đạt được cái mốc đầu tiên của thành tựu, để thấy rằng là cái nỗ lực của mình nó cũng có giá trị và đang dần xuất hiện kết quả, để thấy rằng là vân vân là
Tự nhiên đang thấy là vân vân, tại vì đang tính vân vân xong suy nghĩ thêm, nhưng mà nói luôn, tại vì nó mới vẫn lúc nãy mới có bẻ rẽ sang một cái nhóm là đầu tư và kinh doanh đấy. Đầu tư và kinh doanh có thể là bạn đã làm nhiều những cái công việc trước đây đó, và rồi bây giờ là bạn thấy có một cái sản phẩm đầu tư mới hay là một cái hướng kinh doanh nào đó, nhưng mà dĩ nhiên bạn cũng sẽ làm được, nhưng phải học, nghiên cứu, tìm hiểu thật là kỹ, và chỉ có rót vốn như lúc nãy mới có chia sẻ rồi à, để mọi thứ nó dần dần nó rõ ra, dần dần nó rõ ra, từ từ đã. Giống như là đây là một cái người hoàng hậu đấy, có bầu thì rồi vui rồi, nhưng mà đừng có vội quá chuẩn bị nhiều thứ, tại vì đến khi mà chúng ta xác định rõ là con trai hay là con gái, lúc đó mình mua đồ á nó đỡ bị phí tiền. Đó, bạn áp tí năng lượng này vào trong cái đời sống thật bạn là bạn có thể hình dung ngay, để bạn hiểu đúng. Đôi khi mi giải thích cũng không có giỏi á, cho nên là không có rõ được cái ý, thì mi đưa ra những cái ví dụ như vậy, bạn áp vào đời sống thật là bạn hiểu ngay nè. Thành ra là cái hành trình của bạn là như vậy, nó có niềm vui ở đây, nó có phước lành ở đây. Tụ bạch số 1, mi sẽ ngừng ở đây nhé. Cầu chúc mọi chuyện sẽ thuận lợi cho bạn, và cái hành trình kế tiếp á, bạn có được cái sức khỏe, ok, sức khỏe. Rồi, có sức thì cỡ nào mà bạn cũng có thể dứt được. Rồi, cái hành trình kế tiếp cộng thêm cả cái finance, cái tài chính của bạn nó sẽ càng ổn hơn nữa. Tụ bài số 1 mong sự thịnh vượng sẽ luôn đến với các bạn. Mình ngừng ở đây. Bye bye. Xin chào tất cả các bạn. Tụ bài số 2. Đây là lá bài đại diện chọn tụ của các bạn. 7 kiếm. Mình sẽ để nó ở đây. 7 kiếm. Chúng ta sẽ kết nối năng lượng với nhau các bạn, tụ bài số 2 nhé. Cùng nhau đi tìm xem niềm vui và phước lành sắp tới của các bạn tụ 2 là gì. Bạn có lá bài là 9 ly. Ô, lá bài này đẹp quá, 9 ly. Niềm vui và phước lành sắp tới của các bạn tụ bài số 2. Healing, chữa lành. Á chà, sao lại chữa lành. Rồi, niềm vui và phước lành sắp tới của tụ bài số 2. Bạn có lá bài là 10 kiếm. Bạn có lá bài là 9 xu. Niềm vui và phước lành sắp tới của tụ bài số 2. 3 gậy. 5 xu. Chà, tụ bài số 2, cái năng lượng nó lạ lạ nhé. Nó nhiều cung bậc. Đây là 9 gậy. Niềm vui và phước lành sắp tới của tụ bài số 2. Bạn có magician là nhà ảo thuật. Ở đây bạn lại có lá bài là lover nữa này. Năng lượng của các bạn tụ bài số 2 á, lạ lạ. Nhưng ok, không sao cả. Nó hơi thách thức mi một chút thôi. Mà cho mi 1-2 phút mi nhìn. Niềm vui và phước lành sắp tới của tụ bài số 2. Bạn có lá bài Faith. Ái chà, lá bài cuối là cái lá bài đẹp đấy. Tụ 2. Mình sẽ... Mi nhìn thấy như thế này là tụ 2. Cái phước lành của bạn ha, và cái niềm vui của các bạn, Mi không biết là các bạn đang kỳ vọng và nó cao ở mức độ như thế nào. Nhưng mà bây giờ chúng ta hãy đồng ý với nhau như thế này này. Bất cứ cái gì nó đang diễn ra ngoài đời sống thật của các bạn, rồi nó sẽ vẫn diễn ra như vậy. Nhưng bạn không còn cái cảm giác là bế tắc hoặc là quá là tiêu cực nữa. Bạn sẽ vượt qua được những cái năng lượng không phù hợp đó, thì mình gọi đó là một cái phước lành và một cái niềm vui. Mình không biết là tụ bài số 2 bạn có đồng ý, bạn chịu cái lý luận đó của mi hay không. Tại vì nếu như mà mình ngập lặng một thời gian trong cái trường năng lượng nó chưa cao á, và những cái suy nghĩ mà nó lấn át tất cả những cái niềm vui và cái hơi thở của mình á, bạn sẽ thấy rằng là khi chúng ta có thể hít thở được bình thường, khi chúng ta có thể nhoẻn được một cái nụ cười nhẹ, đó thực sự là may mắn lắm. Cho nên á, vì sao mình mới nói như vậy, không phải là lấy đi cái hy vọng của các bạn đâu, nhưng mà mình phải nói cho nó có cái tính thực tế một chút xíu. Mà mình biết là mi vốn dĩ cũng là hay nói động viên người khác, không biết phải không, mình tự khen mình nữa. Thành ra là mình phải nói trước như vậy, để chúng ta cùng nhau thiết lập cái set expectation ấy, thiết lập cái sự kỳ vọng trước đã, rồi mình đi vào trong cái giải bài này. Vậy thì mi đang thấy cái gì mà nó đang xảy ra ngoài đời sống thật của tụ bài số 2?
những gì mà nó đang xảy ra là bạn đang phải tự thân bạn ấy, một mình bạn lọ mọ, một mình bạn chật vật ấy, để bạn bạn loay hoay một mình bạn thôi. Mi đang thấy cái năng lượng này nó có phần hơi là cô đơn, cô độc một chút xíu, dù là phương diện nào đi chăng nữa. Cho nên có Mi đã đang có một cái cảm giác rằng là nó không có xuể hết được với cái sức của các bạn, và cái cảm giác nó cũng không có nhiều cái giao tiếp, nó hơi cô đơn đấy. Cho nên là nó tạo ra nhiều cái khó khăn, mà với như cái khó khăn này nó cộng với cả những cái việc là nó không có công việc, nó không có được hoàn thiện, nó không có được hoàn tất, và cái cách giải quyết nó chưa chuẩn. Mà Mi xin phép với tụ hai Mi sẽ dùng một cái cụm từ theo như năng lượng này để Mi diễn tả cho nó đúng tình huống, nhưng Mi sẽ xoay chuyển cái cách nói cho nó tế nhị hết sức có thể là như thế này. Chúng ta một thân một mình á, nếu như mà không còn cách nào khác nữa mà bị một mình thôi, bị cô độc, bị một mình là phải hả, còng lưng ra thì không nói để làm gì. Nhưng nếu vì chúng ta không có nghĩ đến cái việc là nhờ người khác giúp, hoặc là không có công nhận cái sự giúp đỡ và thiện chí của người khác, hoặc là chúng ta bận đến mức độ không có thời gian để nhờ người khác, thì tất cả những cái mà Mi vừa mới liệt kê ra, bạn phải cẩn thận một chút xíu. Tụ bài số 2, bạn cẩn thận và bạn cân nhắc xem như đó có phải là một cái sự, Mi xin phép nhé, Mi dùng cách tế nhị nhất nhé, đó có phải là một cái sự hơi vô trách nhiệm với hoàn cảnh của mình rồi đấy. Tại vì chúng ta có được một cái quyền, bạn thậm chí những cái game show trên truyền hình nó vẫn có cái quyền trợ giúp 50-50, nhờ người thân vân vân, ba chấm, game show thôi. Nhưng mà người ta vẫn cho mình có những cái quy luật á, mà mình có thể nhìn xuyên qua được và mình áp vào trong cái đời sống thật của mình. Tại sao mình phải lọ mọ một thân một mình như vậy? Nếu như có khó, nếu như có khổ, bạn phải tìm cái cách để bạn giải quyết, bạn phải tìm cái người để giúp. Mi không biết từ nãy đến giờ khoảng đâu đó 3-4 phút thì tụ bài số 2 bạn có xem như là Mi nói lòng vòng hay nói linh tinh hay không, vì Mi cũng không biết bạn đón nhận với tâm thái như thế nào. Nhưng vì cái trải bài nó hiện ra năng lượng đó và Mi cảm nhận là nó cần, cho nên là Mi chia sẻ với các bạn với cái thiện chí, chứ nó không có một cái ý đồ gì hết ngoài cái thiện chí, cho nên Mi chia sẻ. Thế là Mi mong các bạn, chúng ta đã đến lúc thực sự là hiểu đúng cái chữ là trách nhiệm một chút xíu, để bạn mới có thể giải phóng được cái thế kẹt của mình, cái thế khó của mình, và bạn mới có thể chấm dứt được cái thế kẹt và chấm dứt cái thế khó của mình luôn. Tại vì bạn sẽ để ý những cái trải bài trước đây, Mi hay nói là bạn sắp sửa kết thúc được cái chu kỳ mệt mỏi khó khăn rồi. Nhưng mà sau này có thể là từ 1-2 video dạo gần đây cho đến sắp tới, Mi sẽ chuyển cái cách thay chia sẻ một chút xíu, bằng cách nào làm sao để bạn tập trung vào cái giải pháp để bạn phá vỡ kết thúc cái chu kỳ cho nó mau. Cho nên bạn coi cái trải bài Mi Hoài, bạn thấy kết thúc mà bạn thấy là nó đợi hoài không thấy kết thúc, bạn phải góp sức vào trong cái việc kết thúc. Và đặc biệt là cái trải bài tụ bài số 2, bạn phải góp sức rất chi là nhiều luôn, vì bạn sẽ thấy là đây là hai cái lá bài. Từ nãy giờ Mi nói là dựa trên bài Mi mới nói, chứ Mi đâu có biết bạn ở ngoài đời ở đâu, làm gì, tên như thế nào, giới tính, độ tuổi đâu mà Mi nói. Thành ra là tụ 2, mình mong bạn hiểu. Đây, bạn sẽ nhìn hai cái lá bài này. Ở bên trái là một cái cô gái, cái mặt nó hơi buồn ha. Mặt này hơi buồn. Rồi, và nhiều cái cây nó có vẻ là gai góc, nó đang cản cô này lại. Rồi, còn bên tay phải lại là một cái nhà ảo thuật. Thực sự ra là cô gái với nhà ảo thuật này mình nhập lại với nhau là một hết, là một năng, là một người, nhưng mà tẻ ra là hai năng lượng thôi, là tụ bài số 2, bạn đấy, chính xác, bạn đấy. Vậy thì với những cái khó khăn hiện tại trong cuộc sống, bạn phải chủ động, bạn phải chủ động với cái năng lượng mà nhà ảo thuật này, nó giống như là kỹ sư, nó giống như là nhà giả kim, và giống như nhà ảo thuật thôi, bình thường, nhà ảo thuật như cái hình đây này. Vậy thì bạn phải chủ động, bạn phù phép, bạn thổi cái năng lực của mình, bạn thổi cái sự chủ động, thổi năng lực, thổi kiến thức, thổi kinh nghiệm của mình, làm sao mà dẹp hết mấy cái cây nó cản đường này để cái mặt bạn vui hơn thì thôi. Bạn phải chủ động, chứ nó không có tự nhiên mấy cái cây này mà nó có chân nó chạy đi, hoặc là khó khăn cản trở mà tự nhiên khi không nó hết được. Bạn phải chủ động. Vậy thì chủ động bằng cách nào? Có khó có khổ cứ nhờ người giúp, vừa nãy Mi bảo vậy đó. Tại vì sao Mi dám nói cái thông điệp đó? Ở đây trải bài này, bạn có thể liên kết một chút xíu với chủ đề ngày hôm nay là niềm vui và phước lành nào. Nó có một cái niềm vui ngấp nghé, thực sự là có một cái niềm vui ngấp nghé. Có người muốn giúp các bạn, có người sẵn lòng giúp các bạn đây này.
À, nhưng mà có lẽ là giống như đến cái giai đoạn mà bạn 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 phải ngừng lại một chút xíu, giống như bạn trăm hay không bằng tay quen cặm cụi lọ mò như con ong chăm chỉ, nhưng đến lúc bạn phải ngừng lại, bạn quan sát một chút xíu, bạn đánh giá tình hình, xem có ai muốn giúp bạn hay không, có ai có thể giúp các bạn tụ bài số 2 hay không. Thực sự là My đang có cái cảm nhận là có năng lượng giúp, là cái thứ nhất là niềm vui phước lành của các bạn. Cái thứ hai nữa là bạn ngừng lại một chút xíu như vậy để bạn có thể cảm nhận hết được cái lá bài là healing, là chữa lành. Chữa lành có nghĩa là bạn phục hồi lại tất cả những cái tâm trạng, cái cảm xúc, và bạn sửa sai. Không biết bạn làm cái gì mà nó trục trặc ấy, thì bạn sửa sai, healing, chữa lại cho cái lỗi sai đó. Ngừng một khắc thôi, dừng dừng một nhịp thôi, giống như là một cái đoạn mà khoảng lặng trước khi mình vào cái điệp khúc thực sự. Mày có cảm giác là bạn sẽ có thể nhận nhiều hơn so với hiện tại, nhận cái phước lành đó nhiều hơn so với hiện tại. Mày cảm giác là như vậy đó, tụ bài số 2. Mong là thông điệp từ nãy giờ nó có cái giá trị để bạn áp vào trong cái đời sống thật của bạn, để nó hỗ trợ cuộc sống cho các bạn. Và bạn cũng hãy ủng hộ My với bấm vào nút đăng ký kênh, chia sẻ kênh, hoặc là bạn chia sẻ video này, hoặc là bạn bấm like là bạn thích cái video này, và cho My thật là nhiều bình luận vào ô bên dưới. Chân thành cảm ơn tụi bài số 2 rất chi là nhiều. My cầm bài lên đây tại vì My cảm nhận được là phải đi tiếp, phải triển khai cái năng lượng cho tụi bài số 2 để chúng ta sẽ xem mình cần phải làm rõ cái niềm vui và cái phước lành của tụi bài số 2 nhé. Từ nãy giờ mình ngấp nghé không? Ok, rồi. Bạn thấy là bài mi văng đấy. Do ủ thả cho nó văng. Hoặc là những cái chướng ngại ngoài đời sống thật của tụ bài số 2. Những cái lủng củng ở ngoài đời thật của tụ bài số 2 nó nhiều. Ok, niềm vui và phước lành sắp tới của tụ bài số 2. Chính xác là như vậy. Tụ 1 mới chỉ lấy một lá thôi, nhưng tụ 2 mới cảm nhận mình muốn lấy thêm một lá nữa của bộ bài này. Ok, rồi, chính xác. Bạn đấy tụ bài số 2. Bây giờ mình bắt đầu chơi trò chơi đổi thừa này. Tại bạn hất tung bài mi để cho bài mi văng đấy. Hoàn cảnh thật của bạn nó lộn xộn cho nên nó hất bài của mi văng đấy. Mi chơi trò chơi đổi thừa xong rồi. Ok, bây giờ thì mình sẽ quay trở lại tụ 2 nhé. Lên tinh thần đi các bạn ơi, chẳng sao cả. Vì mi đã chia sẻ cái đường hướng ở những cái lá bài bên dưới rồi. Bây giờ chúng ta xem thêm niềm vui và phước lành sắp tới của tụ bài số 2. Bạn có lá bài 10 ly đây này. Bạn ơi, ly là chủ về cảm xúc, 10 cái cảm xúc. Nếu như chúng ta không thoải mái thì làm sao mà ngồi thổi sáo cho cái bầy mèo nó bu quanh như thế này. Có con mèo đang nằm, có con mèo đang hưởng thụ ở trên đây là ban công, còn có một cô nàng thưởng thức cái tài nghệ của mình ở đây này. Còn đổi lại nếu mà đây nữ ở đây thì chắc là một anh chàng. Ái chà, ba gậy. Cái hoàn cảnh thật ngoài đời của tụ bà số 2, My chân thành chia sẻ bạn. Bạn sẽ là quý nhân của mình. Bước thứ nhất để bạn tháo gỡ cái tâm trạng của mình. À, quý nhân sao lúc nãy My chia sẻ rồi. Cái bước thứ hai, có quý nhân tiềm ẩn đang chờ bạn. Có quý nhân tiềm ẩn giống như bạn đây này, bạn sẽ hình dung mình cầm lên tí. Tụ bài số 2, bạn đấy, bạn ở trong cái căn nhà, bạn đóng cửa lại, bạn tù túng quá vì cái tâm trạng của bạn bây giờ ngoài đời sống thật nó tù túng kiểu vậy. À, nhưng mà ở bên ngoài đây vẫn có một cái người dưng nước lỡ, người ta thổi những cái giai điệu mà nó giúp chúng ta khuây khỏa được tâm hồn. Có người đấy, đôi khi họ giúp mà họ cũng chả biết họ đang giúp bạn, họ giúp mấy con mèo này thôi, hoặc là họ đang tận hưởng, bản thân của họ cũng đang tự tận hưởng thôi, nhưng mà cái âm điệu đó nó vang vặn vọng vào trong cái căn nhà, nó tác động đến các bạn, cho nên bạn chỉ cần mở cửa ra là bạn nhận ngay được một cái sự trợ giúp mà một cách vô thức người ta giúp bạn luôn đấy. Tụ 2 mới cảm nhận được là như vậy. Còn ở trong này cũng vậy nữa nè. Tụ 2 tiếp nữa nha. Đừng để ý giới tính nha, nam nữ gì cũng được hết. Bạn ngồi đây nè, bao nhiêu là lời ong tiếng ve sẵn sàng có thể nhào tới để ve vãn cái cô gái này. Dùng cái chữ ve vãn. Nhưng mà thực sự ra ve vãn thì mình gọi là vui vì cái hình ảnh của lá bài là như vậy. Nhưng tụ 2 chính xác bạn đây. Tại vì nó có cái số 3, xin lỗi cho nên mi bị ám thị.
Tụ hai, bạn đây này, đang có những cái sự trợ giúp, nhưng mà bạn cứ cân nhắc đi. Cho nên lúc nãy mình mới bảo là bạn đang trong một cái khoảng lặng đấy. À, cho nên là ngồi để mấy cái ông này ông sáp vô, nhưng rốt cuộc cuối cùng cái người phụ nữ này thấy trong ba ông, ông nào cho cái người phụ nữ này cái cảm xúc hoặc là cái lợi ích nhiều nhất thì cô này chỉ quyết định chọn có một ông mà thôi. Rồi cô này đi tiếp, đi tiếp cái hành trình yêu đương của cô này. Đó. Vậy thì mình áp cái năng lượng này vào đời sống thật của tụ bài số 2 nhé. Có quý nhân tiềm ẩn, nhưng không biết bao lâu bạn sẽ gặp được cái sự trợ giúp này là do các bạn. Bạn còn nhớ cái lá bài mà ở dưới này nè, lúc nãy mình lấy lên ảo thuật với lại cái cô gái mà có cái cây nó cản đó. Khó thì tìm người giúp, khổ thì tìm người giúp. Nhưng mà đầu tiên hết bạn phải tỏa ra cái năng lượng như cái cô gái này phải kiều diễm thì ông bướm nó mới bu tới. Mà cái kiều diễm này mình dịch ra cái đời sống thật của các bạn là như thế nào? Là đây này, faith, cái nét kiều diễm ngoài đời sống thật của bạn, hoàn cảnh thật của các bạn. Và cái nét kiều diễm ở đây nữa là bạn sẽ phải mi nghĩ rằng là từ nãy giờ mấy cái đó bài ở dưới mi chia sẻ rồi đấy. Mi chia sẻ cái thông điệp mà vũ trụ gửi lên cho các bạn rồi đấy. Bạn phải phá vỡ đi cái tâm trạng, cái tâm lý của mình rồi cho phép mọi thứ nó lành đây nè. Cho phép mọi thứ nó lành thì bạn mới chuyển hóa được năng lượng mới. Mà có năng lượng mới rồi người ta mới bu vô. Tại vì ở đây nó có một cái lá bài lover, nó thể hiện là có quý nhân đấy. Nhưng mà quý nhân chưa tới. Quý nhân chưa tới, bạn tụ bài số 2 chắc có lẽ trọng trách của các bạn ấy là bạn phải làm sao cho quý nhân tới thật nhanh. Cho nên nếu như mà để mà xác nhận niềm vui và phước lành cụ thể của tụ bài số 2 như thế nào ấy, thì mới có cảm giác là nó đang vẫn có ở đây này. Nhưng mà chắc có lẽ là bạn sẽ còn nhận được nhiều hơn nữa do các bạn đấy. Tụ bài số 2 My sẽ ngừng ở đây nhé. Tại vì My cảm nhận là thông điệp từ nãy đến giờ mình chia sẻ xong rồi. Chỉ cần bạn chiến thắng thực tại của bạn một chút xíu. Vì thực tại của bạn My biết rằng nó không nhẹ đâu, và nó không đơn giản đâu. Cho nên đến mức độ mà bạn hất văng bài của My đấy. Mặc dù chúng ta tâm linh chưa không biết có tương thông hay không, bạn ở đâu làm gì, khi nào bạn xem được cái video này, nhưng mà bạn đã hất văng bài của My nha. Mi để bụng đấy. Mi đùa. Ok rồi, mong chúc các bạn thoải mái nhẹ nhàng trong tâm lý của các bạn, tâm trạng của các bạn rồi, và bắt đầu chúng ta sửa từng chút để toát ra cái năng lượng kiều diễm này và thu hút quý nhân thực sự đến cho các bạn. Ok, Mi sẽ dừng ở đây. Chúc phước lành sẽ đến với các bạn tụ bài số 2. Bye bye. Xin chào tất cả các bạn, tụ bài số 3. Đây là lá bài đại diện chọn tụ của các bạn, Tower. Mình sẽ để nó ở đây. Chúng ta sẽ kết nối năng lượng với nhau tụ bài số 3 nhé. Cùng nhau đi tìm niềm vui và phước lành sắp tới của tụ 3. Bạn có lá bài là một kiếm. Ok, một kiếm. Lá bài rất là đẹp. Niềm vui và phước lành sắp đến của tụ bài số 3. Niềm vui và phước lành. Freedom, sự tự do. Niềm vui và phước lành sắp tới của tụ 3. High Priestess. Seven of Swords là 7 kiếm. Niềm vui và phước lành sắp tới của tụ 3. Bạn có 7 gậy. Chà. Bạn có The Star là ngôi sao. Bạn có là cô bé thì đúng hơn. Rồi, niềm vui và phước lành sắp tới của tụ bài số 3. Cậu bé Ly. Rồi, ở đây bạn có 5, 6, 7, 8 là strength, là sức mạnh. Mình lấy thêm một lá bài nữa tụ 3 nhé. Niềm vui và phước lành sắp tới của các bạn tụ 3. Bạn có là wisdom, sự thông thái. Tụ 3 nó như này, vì đây là trải bài chung á, sẽ có người đã nhưng mà có người là chưa gặp hoặc là đối diện với những cái sự việc có cái phần hơi bị bất ngờ xảy đến trong cuộc sống của các bạn. Có người gặp rồi, có người chưa gặp, nhưng mà
Dấu chung thì My cũng sẽ chia sẻ với các bạn tụ bài số 3 nè. Trong trải bài này có phước lành hay không? My trả lời có. Có niềm vui không? My sẽ trả lời có. Nhưng mà quan trọng không biết là bạn đón nhận nó với cái góc nhìn nào thôi. Còn góc nhìn của My sẽ bắt đầu mình chia sẻ như này. Từ lá bài đại diện chọn tụ của bạn nhé. Bạn sẽ thấy nè, cái này giống như một cái sấm chớp ha. Nghệ thuật nó vẽ nó giống như là hào quang, nhưng mà nó giống như là sấm chớp. Và ở đây có một cái tòa nhà cao tầng, không hiểu vì sao cái người này họ văng ra mất tiêu rồi. Cái tư thế này là tư thế ngã ngửa. Tư thế ngã ngửa. Đây, tụ bài số 3, bạn đấy. Đây là một cái tòa tháp, tên của lá bài Tower. Bạn đã văng ra khỏi cái tòa tháp. Mà cái tòa tháp này, mình có một cái cảm giác như nó đang giam giữ các bạn. Tụ bài số 3, nó đang kìm hãm và nó đang giam giữ các bạn trong hoàn cảnh đời sống thật ngoài đời của các bạn. Và khi bạn văng ra được như vậy nhờ sấm chớp này, mà sấm chớp có đời nào là nó bình yên, bình an đâu, mà nó gọi là nó cho chúng ta cảm giác nó hài hòa hay là nó êm ả đâu. Sấm chớp là một đùng sợ muốn chết, hú hồn. Tụ bài số 3 đồng ý không? Cho nên rằng là những cái việc gì đó mình không biết, nó có thể là đã hoặc là nó sẽ xảy ra ngoài đời sống thật của tụ bài số 3. Hất các bạn văng ra khỏi cái sự tù túng. Vì ngay cái bên dưới lá bài The Tower, bạn có một cái lá bài là Freedom, là sự tự do. Cho nên bạn sẽ kết nối hai cái thông điệp này. Đời sống thật ở bên ngoài của tụ bài số 3, bạn sẽ phải có một cái bước ngoặt, một cái sự cố nó tác động mạnh đến các bạn. Nhưng thực tế đấy lại là cái việc tốt, việc nên xảy đến để trả lại cho bạn một cái sự thoải mái, trả lại cho bạn một cái lối thoát để mà chuyển cái trạng thái của các bạn, để mà chuyển cái năng lượng của các bạn, thậm chí là chuyển một cái đẩy các bạn á đến một cái cơ hội hoặc là một cái hướng mới luôn. Hẳn là như vậy. Tụ ba sao mới có một cái cảm giác nó thể hiện một cái nội lực á siêu to của các bạn. Tụ bài số 3, mới để ý dạo này hình như là những cái người mà chọn cái tụ bài số 3, tại vì năng lượng của tụ 3 lúc nào mà My trải bài ra cũng về cái trường năng lượng nội tại này, hay là năng lực, hay là về cái sức mạnh tâm linh, hay là dũng khí, lòng can đảm ấy, nó lớn lắm. Sao My có cảm giác là như vậy? Và tụ 3 hôm nay không ngoại lệ. Tại vì cái sự việc mà nó xảy ra ngoài đời sống thật của các bạn ấy, My đang cảm giác là cái tác động của nó lên các bạn khá mạnh mẽ. Nó có thể sẽ là một cái sự không ngay thẳng của người nào đó, hoặc là nó là một cái sự không được thuận lợi lớn của các bạn luôn, mà nó hất các bạn. Đúng là nó hất các bạn. Có thể là bạn văng ra thôi chứ bạn không có ngã dập mặt. Tại vì My đã nói đây là một cái trái bài nó có năng lượng và cái dũng khí mạnh lắm. Và cái lá bài cuối cùng khi My lấy ra, nó có cái wisdom, là cái sự thông thái ở đây nữa. Bạn sẽ thấy một cô gái cười rất là khả ái. Ở trên vai còn có một con cú. Con cú lúc nào cũng đại diện cho năng lượng thông thái cực kỳ hết. Đấy, thành ra là có lẽ là dù cho ai đó mà có muốn vùi dập tụ bài số 3, vùi thì vùi, dập thì vập dập, nhưng mà bạn chẳng có vấn đề gì cả. Nhưng đúng là nó có tác động mạnh và nó hất các bạn văng ra đây này. Vì tụ bài số 3, bạn sẽ nhìn cái lá bài này giờ My một chút xíu. Cho nên My có cái cảm giác là cái phước lành của bạn, là cái nghị lực của bạn, nó vẫn không hề sức mẻ mấy đâu. Nó là một cái phước rồi. Có những người tụ bài số 3, bạn hình dung như gặp vài ba cái lũng củng trong cuộc sống một chút xíu là bắt đầu lầm than rồi oán trách. Còn tụ bài số 3, mình có một cái cảm giác rằng là cho những cái người lầm than oán trách đó hưởng một chút xíu cái sự hất tung của các bạn tụ bài số 3, coi họ có đủ khả năng hay không. Mà tụ 3 vẫn cứ vững vàng. Vững vàng vì sao mới nói như vậy? Đó là cái phước, các bạn có cái phước nghị lực lớn lắm. Đây này, bạn sẽ nhìn thấy một cái pho tượng. Nó cảm giác như là vô tri vô giác. Nó chỉ có xi măng hay bê tông gì đó thôi, hoặc là thạch cao ép. Còn ở đây là một cái người đàn ông. Đàn ông mạnh mẽ lắm chứ không phải là một cô nàng yếu đuối gì đâu. Mà ông này ông còn trợ lực bằng cái sợi dây thừng này. Ông muốn quật ngã đi. Ở đây có cảm giác như là viện bảo tàng vì có hình ảnh này. Ông muốn quật ngã đi cái bức tượng, cái pho tượng này. Nhưng mà tư thế này đâu có được đâu các bạn. Đâu có được đâu. Ông trị người lại luôn, không hề được.
vì cho mình có một cái cảm giác cái người này này là những con người mà đang tồn tại ngoài đời sống thật của tụ bài số 3 muốn phá các bạn đây này, hoặc là phá, hoặc là muốn hoán ngôi, muốn thay đổi các bạn đây này. Rồi họ làm đủ mọi cách hết, nhưng chả có hề hấn gì. Các bạn an trụ rất là vững, vì đây là viện bảo tàng, mới cảm giác là viện bảo tàng bạn, phải không? Đấy nè, đấy những cái khung cảnh, rồi cả cái khung hình này nè, cả cái cửa sổ như này nữa. Thì chỉ có những cái đồ vật mà lâu năm thì mới được trưng bày trong cái viện bảo tàng. Mà lâu năm bao nhiêu thì cái gọi là cái bí sử của nó càng dày bấy nhiêu. Những cái pho tượng như thế này biết đâu nó có linh hồn, biết đâu nó có những cái câu chuyện mà thần thánh đằng sau nó, người trần, người phàm làm sao hiểu hết được. Giống như thiên hạ làm sao biết các bạn tụ bài số 3 có gì mà cứ thích phá thôi. À, phá được hay không thì để coi. Cho nên là cái sức mạnh linh hồn của những đồ vật xưa cũ á, nó đã khiến cho cái đồ vật này nè trụ xuống cực kỳ là vững luôn, gọi là an trụ đấy. Cho nên người này họ không có lay chuyển được. Họ không có lay chuyển được. Cái mà họ lay chuyển có thể là ok, nó nhúc nhích giống như bạn á, bị tác động bằng văng khỏi. Xin lỗi mọi người, điện thoại của mình nó bị hết pin á, nó tắt ngang. Ok, không sao, bây giờ mình nạp năng lượng ra rồi. Vậy thì bạn giống như bị tác động và bạn văng ra khỏi cái nơi họ nghĩ rằng là họ muốn nhá, nhưng lại giúp. Ok, cảm ơn thiên hạ. Mình phải cảm ơn thiên hạ, cảm ơn cái sự ba xạo của họ, cảm ơn cái sự phá bỉnh của họ giúp bạn tự do. À, giúp bạn tự do như vậy thì họ cũng đâu có biết đâu là vô thức như vậy. Họ cho bạn một cái ý tưởng mới, họ cho bạn một cái giải pháp nào đó mới mà không hề tác hại gì đến các bạn cả. Tại vì bạn sẽ thấy rằng là sát bên cái lá bài Freedom nó sẽ có cái lá bài là 7 gậy. 7 gậy kế bên lại là một cái lá bài Star, là ngôi sao, nó tượng trưng cho cái niềm hy vọng. Cho nên nghịch cảnh chỉ tạo ra cái niềm hy vọng mới cho tụ bài số 3 mà thôi. Mi cũng đón nhận cái năng lượng này của các bạn tụ bài số 3 như là phước lành. Mình cảm nhận được là như vậy. Mà cái hy vọng này nó đang nằm dưới một cái lá bài là một kiếm. Tay của các bạn tụ bài số 3 đây, chính xác là cái bàn tay của bạn á. Họ vô tình họ phá các bạn, nhưng mà lại đẩy các bạn đến một cái trạng thái mới. Đây, tay của các bạn cầm kiếm này, tụ 3. Đó, tay bạn cầm kiếm. Kiếm nó chủ về năng lượng là tư duy, nó chủ về cái suy nghĩ. Và cái việc mà họ tác động các bạn như vậy chỉ giúp các bạn tìm ra giải pháp, tìm ra lối thoát và có những cái ý tưởng mới bẻ quẹo, ngã rẽ để thực sự ra mình có thể gọi là cái phước lành, may mắn, niềm vui của tụ bài số 3 là bạn có cái sự chuyển hướng mới. Mà chuyển hướng này thì vì nó mới cho nên có lẽ bạn sẽ phải chịu khó tìm hiểu, học hỏi và nghiên cứu kỹ một chút xíu tẹo nha. Kỹ một chút xíu tẹo. Vì bạn hoàn toàn có khả năng đó. Cái lá bài Wisdom ở đây nè, Wisdom là cái sự thông thái này. Cho nên là cảm ơn nghịch cảnh, bạn lại có một khởi đầu mới. Bạn có một cái hướng mới thì đúng hơn gọi là cái khởi đầu mới. Mimi cảm giác là như vậy. Nhưng mà nó không có khinh suất được. Mình không có khinh suất được. Mình phải rất chi là tập trung. Và đừng có để bị cái tác động tâm lý như lúc nãy My đã. Thực sự ra những cái phút vừa qua là My đang tác động vào tâm lý của các bạn tụ bài số 3 theo cái hướng tích cực nhất có thể đấy, để bạn biến nghịch cảnh thành gọi là cái thuận lợi của bạn. Vì sao My nói như vậy? Bạn có một cái lá bài cậu bé Ly ở đây nè. Bạn sẽ thấy cái ông này ông mặc cái đồ, cái trang phục nó giống cái người hề, nhưng mà hành động của ông thì giống như là bồi bàn. À, mà cầm có một tay thì giống như là bồi bàn hơi bị nghệ thuật một chút xíu, nó có cái gì vỡ rồi đây này, nhưng mà vẫn rất là tỉnh bơ thôi. Thì nó thể hiện rằng là mình vẫn cứ hào hứng, hăng hái, hăm hở với cái việc mà mình đang phải làm. Có gãy vỡ một chút xíu chẳng sao cả, chẳng sao cả, nó vẫn còn lành lặn ở đây này. Sai, làm lại. Bị văng tung ra một cái chỗ mới thì nghiên cứu để mà đi tiếp. Vậy thôi, đó là cái năng lượng của cái dũng khí của tụ bài số 3. Dũng khí của bạn mạnh cực kỳ. Cái nội lực của bạn mạnh lắm. Nếu nó chưa mạnh thì bạn sẽ phải mạnh như năng lượng mà My nói. Tại vì đây là cái thông điệp rất rõ, định hướng của vũ trụ dành cho các bạn đấy.
Mình mong là từ nãy đến giờ có cái thông điệp giá trị hữu ích để bạn áp vào trong đời sống thật ngoài đời của mình, tụ bài số 3. Và bạn cũng ủng hộ My với bấm vào nút đăng ký kênh, chia sẻ kênh, like và bấm thích video này, hoặc là cho My thật là nhiều bình luận vào ô bên dưới. Chân thành cảm ơn tụ bài số 3 rất nhiều. Bây giờ chúng ta tập trung năng lượng, mới cảm nhận là chúng ta phải triển khai thêm một chút xíu ở cái trải bài của tụ bài số 3 để chúng ta xem à, xác định vẫn tiếp tục là xác định niềm vui và phước lành của các bạn, nhưng mà ở một cái trạng thái mới rồi, ở một cái kiếm là cái chủ về cái tư duy nè, là hoặc là về một cái định hướng, một cái suy nghĩ, một cái ý tưởng mới gì đó của các bạn, chúng ta triển khai xem để chúng ta làm rõ có niềm vui và phước lành như thế nào cho tụ ba nhé. Ái chà, bạn có một thanh kiếm rồi, bạn thấy chưa? Kiếm. Bạn có là 6 kiếm tiếp nữa. Bạn thấy My khựng là My đang đi tìm cái bộ bài này đây. Chúng ta lấy thêm hai lá bài này để xác định cái niềm vui và phước lành sắp tới của tụ bài số 3. Nữ Hoàng Su, ok. Đây là lá bài mặt trời. Nó phải có phước lành thôi, nó phải có cái niềm vui cho tụ ba ở đây thôi là nó hợp lý này. Bạn nhìn cái lá bài này chút xíu tụ ba. Cái người trong lá bài này là bạn đấy, với rất nhiều những cái rắc rối ngoài đời sống thật, nó giống như một đám mây đen vậy. Nhưng bạn sẽ hình dung này, có phải thực sự là rắc rối hay không nhé, và bạn có phải vất vả lắm hay không như này. Thường những cái đám mây đen này để cho nó nhẹ nhàng, nó phải trút cái màu đen này bằng cách là đổ mưa xuống dưới đất liền, và từ đen nó sẽ chuyển thành cái mây trắng như bên này đó. Vậy thì để mà bạn gọi là bạn đào thải những cái năng lượng màu đen này ra khỏi cái đám mây của bạn, bạn phải vận nội công. Nhưng có lẽ là những cái người mà từ nãy đến giờ ở những lá bài dưới mình chia sẻ với các bạn, hoặc là cái hoàn cảnh á, hoặc là cái môi trường ấy, đã giúp các bạn, lá bài đại diện chọn tụ đây, đã giúp các bạn hất tung ra, hất tung cái màu đen ra khỏi, hoặc là hất các bạn ra khỏi cái đám mây màu đen. Thì mình nghĩ cái cách ví dụ như vậy nó hợp lý hơn và dễ để bạn liên tưởng áp vào đời sống thật của bạn hơn. Những cái hiện tượng hay những cái con người hay những cái môi trường và hoàn cảnh đã nghĩ rằng là đã hất bạn ngã được rồi, nhưng mà cảm ơn họ, cảm ơn thiên hạ, cảm ơn hoàn cảnh, cảm ơn môi trường đó đã hất bạn ra khỏi cái đám mây đen tối như thế này. Cho nên nó giúp bạn gỡ rối, thực sự ra lại là giúp bạn gỡ rối. Có phải là chúng ta dùng cái chữ cảm ơn nghịch cảnh hay không, tụ bài số 3? Cảm ơn nghịch cảnh. Có, nếu như bạn chưa có cảm nhận được những cái gì mà My nói, kế bên nó là một cái lá bài công lý đây này. Bạn sẽ sớm hiểu được cái thông điệp mà My chia sẻ, My chuyển dịch chứ không phải là My chia sẻ. My chuyển dịch từ thông điệp vũ trụ gửi đến cho các bạn, mà sẽ sớm hiểu rõ và cảm nhận rõ cái điều này. Vì cái lá bài công lý đây này, công lý đây nó sẽ giúp các bạn hiểu rõ. Hoặc chúng ta có thể đón nhận năng lượng của lá bài công lý ở đây là vào cái thời điểm này, nếu bạn không cảm nhận sâu sắc thông điệp của vũ trụ, buộc bạn phải xài tới thanh kiếm này rồi, thanh kiếm và thanh kiếm này. Bạn bỏ tất cả, cắt bỏ tất cả những cái gì liên quan đến cảm tính của bạn, cắt bỏ tất cả những gì liên quan đến cảm xúc và tâm trạng của bạn. Bạn để lại một cái đầu lạnh thật lạnh. Vì ngay hai lá bài này bạn sẽ thấy có một cái lá bài nữ tu ở đây. Nữ tu là nó đòi hỏi một cái năng lượng mà gọi là nó mình cảm nhận mọi việc một cách cho nó sâu sắc nhất có thể. Đấy, xài thanh kiếm này, cắt bỏ hết tất cả những cảm xúc, cảm tính đi, để bạn nhìn đúng cái chất liệu hoàn cảnh. Có phải là bạn đã và đang lấy lại được sự cân bằng hay không? Cảm ơn vì bạn đã văng ra khỏi được cái đám mây xấu như thế này, để bạn nhảy qua cái đám mây trắng. Nó đẹp hơn, nó nhẹ nhàng hơn cho bạn rất nhiều. Và khi mà đám mây trắng mà nó tới như thế này, mình có một cái cảm giác là cái gì đen tối nó qua rồi và mặt trời mọc lên, cho nên mới có mây trắng này. Và bạn nhận được cái lá mặt trời nè. Ngày gọi là bình minh đã ló dạng, phước lành, niềm vui xuất hiện rồi. Bạn mới có cái lá bài mặt trời ở đây. Mặt trời có nghĩa là cái nó tượng trưng cho mọi việc đã được sáng tỏ. Hoàn cảnh thật ngoài đời của bạn có cái gì đi chăng nữa, bạn hiểu đúng được rồi, bạn hiểu rõ ràng rồi. Và đây cũng là năng lượng của thành tựu hoặc là thành công. Còn nếu như là tình yêu thì đây cũng là một cái lá bài thể hiện hiện tình yêu chân thành và trong sáng cho các bạn. Và quan trọng ở đây bạn có một cái lá bài là nữ hoàng su. Nữ hoàng su, hai lá bài này, hai lá bài thể hiện rõ nét cái phước lành niềm vui của bạn đấy. Cái nữ hoàng su, bạn muốn làm gì thì bạn cứ làm đi.
bạn cứ làm. Chỉ có nhớ cái thông điệp vừa nãy My chia sẻ ở bên dưới là lấy lên đi vì nó cũng quan trọng. Khi bước chân vào trong hành trình mới, dự án mới, công việc và cái hướng mới, buộc phải học, bắt buộc phải học, bắt buộc phải nghiên cứu, có sai làm lại, tích cực như cái người bồi bàn hề này. Vậy thì cái lá bài nữ hoàng su cho mình có một cái cảm giác là bạn phải rất cẩn thận và tỉ mỉ, cộng cả cái việc là bạn phải tính toán cho nó đâu ra đó, rõ ràng, sòng phẳng, chi tiết rồi, và túc tắc thủng thẳng, vì nó vẫn có cái ánh sáng đấy, mặt trời, và nó có cái năng lượng tốt. Dẫu sao thì nữ hoàng là năng lượng cao, mà su là nó đại diện cho phương diện là vừa tài chính mà là vừa hành thổ, nên là cái tài chính thì mình chưa dám nói nhiều vì ở đây nó không có xuất hiện nhiều lắm liên quan đến tài chính. Mình chỉ thấy rằng là nữ hoàng là một cái năng lượng tiếp lực cho các bạn, để bạn đi tiếp cái con đường ngoài đời sống thật của bạn, làm tiếp cái công việc đó. Hoặc là nếu mà năng lượng tình yêu thì ở trong trải bài này mình sẽ không có nói rõ về tình yêu, nó khác so với cuộc sống với lại công việc. Nếu bạn quan tâm chủ đề tình yêu, có lẽ mình mời bạn, mình có một cái kênh chuyên về tình yêu là Boo Babizon Jamie, ngay trong trang chính của cái kênh Ala Jamie, bạn kéo xuống là nó có đường dẫn qua cái kênh đó. Đấy. Vậy thì là công việc và đời sống thôi. Nữ hoàng su có cảm giác bạn sẽ quán xuyến được mọi việc, bạn xử lý được mọi việc, bạn đón nhận mọi người luôn đấy, bạn hỗ trợ đón nhận và chuyển hóa được mọi người luôn. Đây là một năng lượng đẹp. Tụ ba, chắc có lẽ mình ngừng ở đây ạ, đã đủ cái thông điệp để mà động viên các bạn, gieo một cái niềm hy vọng cho các bạn và tiếp được cái nghị lực để bạn làm cái công chuyện ngoài đời thật của các bạn rồi. Thành ra mình chúc mọi điều may mắn, thuận lợi và phước lành nhanh chóng đến với các bạn. Hãy nhớ, nghịch cảnh nó tạo ra hy vọng và nó giúp các bạn có lối thoát mới. Tụ ba số 3 nhé. Bye bye.